Mình đang hái cà phê các bạn nhé, cà phê Tây Nguyên. Các bạn hãy ủng hộ kênh cho mình nha, các bạn hãy đăng ký để ủng hộ kênh cho mình nha. Nói nhẹ ra ăn phê. Cho muốn ăn cà phê. Nó từ từ chạy cho ăn nhá. Đây. Anh này. No rồi, đầy mồm rồi. Đầy mồm chạy quay. Con chú khỉ này bị người ta bẫy các bạn nhá. Con mẹ thì bị chết, còn chú ta bị thương. Mình mang về mình mang về mình bảo tồn nha các bạn nhá. Bao giờ nó khỏe lại mang vào rừng thả. Suốt ngày theo người như vậy đấy. Các bạn hãy đăng ký để ủng hộ cho mình kênh của mình để mình bảo vệ động vật hoang dã nha. Mắt mày giống như buồn ngủ kìa. Nghe đây quả thính nhỉ các bạn. Đây. Xẻ cái con nữa rồi. Này. Đây. Ngủ mẹ rồi. Ngủ. Mắt như buồn ngủ kìa. Ngủ mẹ rồi. Mắt nhìn nhìn. Nhiều quả chín hơn. Nói cho các bạn hãy ủng hộ kênh của mình, đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Có nghĩa là cái đấy. Chú khỉ rất là tuyệt vời các bạn ơi. Các bạn hãy theo dõi và đăng ký kênh của mình. Mày lại nhà ham rồi. Con này mày rảnh quá trời. Mỗi chỗ mỗi nơi này. Cà phê đỏ đấy. Hãy đăng ký kênh của mình các bạn nhé. Đăng ký kênh của mình các bạn nhé. Để mình bảo vệ động vật hoang dã các bạn nhé. Đăng ký kênh cho mình các bạn nhá. Khỉ đang ăn cà phê các bạn nhá. Đi hái cà phê mà khỉ toàn thích ăn cà phê không à. Không chịu hái. Thuê ông à. Thuê ông hái cà phê này, thuê cái ông thợ này ông toàn ăn rồi ông ấy quăng xuống không à. Thấy không các bạn, thấy không ạ? Thấy không, ông thợ này. Thuê ông ấy ngày công lao động 200 ngàn mà ông ấy học vặt cà phê, ông độc ăn cà phê không à. Đó. Các bạn hãy đăng ký kênh của mình để ủng hộ cho mình nhé. Các bạn thấy không ạ? Đó. Ông khỉ này ông ấy... hai mẹ con bị người ta bẫy. Con mẹ thì bị bẫy để lâu quá chết, của ông con thì bị bẫy đứt đuôi, sập đứt đuôi. Nằm ở bên con mẹ thì mình mang về mình chữa và mình cho ăn, bây giờ sống lại rồi, khỏe rồi. Phá không?
Đó, rất là tinh nghịch, cũng khỉ tinh nghịch các bạn nhá. Neo trèo gớm lắm, đó. Đó là Tôn Ngộ Không đấy, còn thua đấy. Tôn Ngộ Không vừa rồi về còn phải phục sát đất đấy. Đó. Các bạn hãy đăng ký để ủng hộ kênh cho mình để mình bảo vệ động vật hoang dã. Rất là vui. Phong cảnh đẹp Tây Nguyên. Cây cà phê rất là đẹp các bạn ơi, chín rất là đẹp. Phong cảnh đẹp Tây Nguyên, Đắk Lắk quê tôi. Các bạn hãy đăng ký kênh Đắk Lắk các bạn nhé. Đắk Lắk quê tôi các bạn nhé. Đắk Lắk quê hương tôi. Các bạn hãy ấn đăng ký nhé. Để xem nhé.